Minh xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của mình nha. Xin chào cả nhà. Đây là bạn xin Vương đó cả nhà. Thì hôm nay anh em mình vẫn còn ở Đà Lạt cả nhà. Thì anh em mình buổi chiều giờ này là 5 giờ chiều rồi, cho nên là mấy anh em mình quyết định ra cái hồ Xuân Hương á. Mấy anh em mình trải nghiệm đạp vịt nha cả nhà. Đua luôn chứ. Mà không chỉ đạp bình thường mà anh mấy anh em mình đạp vịt đua luôn cả nhà. Tại vì từ nhỏ tới lớn á, mình ở trên núi không à. Mà ở núi mà núi cho mình không có vịt đâu. Vịt mà kiểu vịt mấy con vịt xiêm, mấy vịt ta nhỏ nhỏ, không có mấy con vịt để đạp như giống gì cả nhà. Đây không. Là vịt lớn mình đạp cho nó thoải mái. Mình không biết là cái cảm giác đạp vịt nó như thế nào nữa. Cho nên là hôm nay mấy anh em mình rủ nhau đi ra hồ Xuân Hương, mấy anh em mình đạp vịt. Và đạp vịt mà còn đạp đua nha. Ví dụ như mấy anh em mình bây giờ sẽ đi vô mua vé nha. Mua vé, nhưng mà nếu ví dụ mình đạp thắng rồi sao? Đạp thắng thì mình tính tiếp. Nhưng mà bây giờ cặp nè. Thì bây giờ em với con Bộp quay phim cặp. Rồi ok. Anh Hải với Vương cặp. Nhưng mà ví dụ như đạp chắc luôn anh. Đạp thắng rồi làm sao? Đạp thắng thì cái đó cái thuật tỷ lệ của thi em phải đưa ra chứ. Bây giờ chủ video ra điều kiện cho ai đâu mà biết được cái điều. Bây giờ nếu như mà người nào đội nào mà đạp thắng á, thì cái đội thua sẽ mời cái đội thắng đi ăn bánh tráng nướng nha cả nhà. Wow, okay. Cảm ơn Minh đã mời ăn bánh tráng nướng nha. Cảm ơn Minh rất là. Chắc là mình thắng chắc luôn. Chưa đạp mà anh dám chắc là anh sẽ thắng Minh rồi đó. Cả nhà sẽ xem và ủng hộ mình nha. Cho nên đội nào mà thua là sẽ mời cái đội thắng đi ăn bánh tráng nướng nha. Bây giờ mấy anh em mình sẽ dắt cả nhà đi qua mua vé nha. Đây, qua đây Bập. Mấy anh em lui ra cho Bập vay. Nội vi. Bản nội vi hả? Ừ. Rồi vé đây. Một tiếng nha, đạp một tiếng thuyền nhỏ 70.000, thuyền lớn 140. Bây giờ mấy anh em mình sẽ đi qua mua vé cả nhà mình. Qua đây mua vé này. Xe của hai cô dễ thương lắm. Bán sữa quay quay mặt ra. Sữa này phải sữa bình thường, là sữa này sữa đậu nành nha cả nhà. Có sữa đậu nành đàn ông uống được không? Sao nghe nói đàn ông uống sữa đậu nành không tốt? Thôi mà lỡ có chuyện gì sao? Chưa có con nữa. Thôi. Ví dụ sữa đậu nành là phụ nữ uống tốt cho đàn ông uống tốt cả nhà. Đó phải không? Thiệt không á, da đen đen uống mà đẹp là bữa sau mua nữa. À, bây giờ cho em trắng như Ngọc Trinh luôn á. Bây giờ cho em hỏi là vé tiệm 4 người. 4 người bây giờ mua hai cái thuyền nhỏ có không? Bây bây giờ có 4 người mà đi thuyền lớn sao đi? Được em quay tới quay lui với hai băng mà. Vậy là hai người phải hai người một cái thuyền lớn luôn. Thì tùy em cái đó là. Bây giờ tại vì chị nói là thuyền nhỏ không còn đâu cả nhà, tại vì buổi chiều hôm nay cuối tuần nên là rất là đông. Cho nên là thuyền nhỏ không còn, chỉ còn thuyền lớn thôi. Bây giờ chị cho em đặt liền hai cái thuyền á, dây dưa tí nữa người ta đặt á. Phiếu đâu? Từ đây. Rồi, chị ghi phiếu sẵn cho mấy anh em tụi mình. Ủa? Một người 70 là hai người hả? Là một thuyền lớn hả? Rồi, thuyền lớn 4 người. À, vậy hai người lên một thuyền lớn phải không? Hai người lên một thuyền lớn nha cả nhà. Nhưng mà bây giờ cái tiền vé này bây giờ người thua có trả không? Bây giờ làm sao? Ủa? Bây giờ cái tiền vé này bây giờ tụi em đi đạp vịt đua chứ không phải đạp bình thường như người ta. Tụi em đạp đua từ đây qua tới cái bờ hồ bên kia. À, người nào mà thua là sẽ đi lên trả tiền vé. Vậy lát lên trả được không? À vậy hả chị? Chị kêu là không biết em là ai đâu, lát nữa không thấy em lên. Bây giờ là Minh sẽ trả tiền vé trước nha, chơi công bằng, Minh sẽ trả tiền vé trước đó nha. 280 với lại Bộp nó ăn ly bắp rang, Bộp nó tự trả. Có nghĩa là bây giờ tính 4 ly sữa nè với lại bắp rang nè đó, nhưng mà tí nữa mới uống. Còn không khỏi ăn bánh tráng đi, bỏ cái vụ ăn bánh tráng nướng đi. Bây giờ tiền vé nè, người thua trả nha, chịu không? Đó, ok nha. Không có chơi đi dắt ăn bánh tráng nướng nữa, lớn rồi không ăn bánh tráng nướng cả nhà. Bây giờ là mình hai anh em mình bốn người hai chiếc là sẽ đi mua mua vé, và người nào thua sẽ trả tiền vé và
bắp rang nha, với lại 4 ly sữa với bắp rang, tí nữa tụi em lên mới uống. Bây giờ trả tiền vé trước đúng không? Rồi, người nào thua là sẽ trả tiền nha. Bây giờ mình sẽ trả trước. Tí nữa mà đội mình mà có thắng mình sẽ lấy tiền ngược lại cả nhà. 28 hả? Rồi thôi lại 2 triệu. Rồi. 280 nha cả nhà. Okay. Ủa rồi bây giờ chừng nào mới biết là tới lượt mình? Tí hồi em liên hệ dưới cầu có cái anh đó, em hỏi tới số bao nhiêu rồi. Rồi ok, đi giờ mời cả nhà đi theo mấy anh em tụi mình nha. Chơi là công bằng nha, thua trả tiền à. Buổi chiều ở đây rất là đông nha, hôm nay cuối tuần khách du lịch nhiều lắm. Đi vào bên đây đó, đa số là mấy bạn đi chụp hình rồi đi đập dịch. Bên kia thì có cưỡi ngựa đó. Vương đi trước đi. Đi trước cano này. Cái đó. Chỗ này là cái bến đò nha. Bến đò để mình đạp vịt này cả nhà. Còn ở bên đây là cái chỗ người ta cho thuê đạp xe ngựa. Nếu mà có chụp hình ngựa thì leo lên một lần chụp là 20 ngàn nha. 20 ngàn một lần chụp nha. Còn nếu như mà mình đi đi mấy cái xe mà chở đi vòng vòng á là 300 ngàn. Theo mình biết là 300 ngàn một lượt nha. Đi vào đây. Còn đi cái tàu này là tàu nhỏ là 70 ngàn, còn lớn là 140 nha. Anh Hải đang làm nhiếp ảnh gia. Anh Hải chụp hình cho. Ồ thì bây giờ 20 ngàn một tấm á bác ơi. À, chụp giùm chụp chứ cũng hay. À, đẹp quá hả? Đây mấy cô mấy chú đang đứng chờ vịt ra đạp nè. Không biết mấy cô còn sức đạp không biết. Cô còn sức đạp vịt không? À vẫn còn vô tư phải không? Mấy hoạt động tốt phải không? Ừ, đạp thoải mái luôn. Đây à, cả nhà coi nè. Đó, giờ mấy em nó đang đạp vịt đi ra rồi đó. Hồi nãy là bạn Vương là đưa cho ảnh hai cái vé rồi. Mình còn hai vé mình đang cầm đây. Xíu nữa đưa luôn. Nè, Vương cầm đấy, đưa cho ảnh luôn nha. Ở cầm đi. À. Của người nào là người đó cầm. Cầm nó mới à, mới đưa hả? Xe cho mình chạy. À ok. Phía xung quanh bên kia là cũng có đạp nữa mà hồi nãy mấy em nhỏ đi theo đoàn một xe luôn. Mấy em đạp xong hết rồi, mấy em về rồi. Còn bên đây là chưa ấy, bên đây là vẫn còn đây nè. Đó. Bộp quay ra cho cả nhà xem thấy không? Hướng mà đó, lát nữa mình sẽ đạp ra hướng bên đó nha. Tới ngay chỗ cái quảng trường xa xa kia kìa. Quảng trường xa xa đó mình sẽ đạp ra tới đó. Mấy cô đang đứng chụp hình cả nhà. Đứng chụp ngay chỗ cảng này có cái mũi á. Mình ra mình đứng ngay đó mình có thể mình chụp hình tự sướng. Mình nếu mình có điện thoại á, thì mang theo thì mình lấy ra mình chụp. Còn không có thì mình có thể thuê một ai đó xung quanh đây thợ chụp hình người ta chụp mình. Mấy cô đi chơi chỉ có nhiêu đó thôi, không có yêu cầu gì nhiều. Chủ yếu có hình ảnh để lại thôi. Mấy anh em mình đi là để lại là một cái kỷ niệm. Mấy anh em mình cũng quay cái này để làm lại kỷ niệm luôn. Đúng rồi. Cái này coi như là kỷ niệm cái chuyến đi của mấy anh em tụi mình đó cả nhà. Thì mấy anh em tụi mình thì chủ yếu quay video thôi chứ ít khi chụp hình lắm. Mấy cô chụp hình. Mấy cô nào tới đây là phải chụp hình hết. Chắc là phải chờ, mình nghĩ là ít nhất cũng phải gần một tiếng. Mấy anh em mình mới có vịt để đạp. Làm sao mình biết đúng giờ mình vô ta? Không, mình cứ canh cái quy định là một tiếng đồng hồ. Thì mình muốn chụp, mình muốn vô sớm cũng được, mà còn không thì đúng một tiếng là vô. Mà em nghĩ như chắc người ta đạp lố đúng không? Tới đâu, người ta đạp biết người ta cũng tiền rồi. Có xe vô, ôi. Xe này xe nhỏ hả? Xe nhỏ. Bên lên trước đi. Có một chiếc rồi phải không? Còn một chiếc đang vô nữa kìa. Bây giờ Vương lên đi, Vương với Nải lên trước một chiếc đi. Rồi. Ừ. Rồi. Anh Hải ơi, thấy là hơi bị lạc chủ đề nha. Tập trung chuyên môn nha. Leo lên. Ủa chứ tới gì vậy? Đi hai người mà. Không thì em đứng đây thôi mà. Đây anh Hải với bạn Vương xuống trước nha cả nhà. Đó. Ồ chưa về đạp dưới vậy? Sung nhá. Từ từ. Ủa ai cho đi? Cho bé được không? Rồi à, bây giờ chiếc kia nữa kìa.
xuống ơi em, cho đi kia. Qua đây, qua đây. Đấy, đây một chiếc bên đây nữa nè cả nhà ơi. Giờ mình ô Vương với anh Hải ăn vàng kìa, chạy lúc là kia rồi. Chơi ăn vàng nha. đạp ra đạp vô lại đây nè. Mấy cô đang đứng chờ rất là đông nha cả nhà, thấy không? Đang đứng đông lắm. Rồi chiếc này lên. Lên bà ơi. Lên. Rồi. Rồi ok anh. Rồi đạp. Thấy anh không? Vô vô vô. Vô. Cả nhà coi kìa, anh Hải với Vương kìa. Vô vô vô. Chết. Rồi xong rồi, mấy ảnh đâu biết chạy đâu. Mấy ảnh đâu có biết đào đâu cả nhà. Ra đây đạp đua nè. Bên đây là Bợp, nãy giờ quay phim cho mình á. Anh Hải với bạn Vương kìa cả nhà. Ui, sung cái hả. Từ từ. Ui, từ mình đạp đua chứ. Đó, cái hướng bên kia cả nhà thấy không? Hướng xa xa đó là quảng trường á. Giờ này á, đang đạp rất là đông nha. Thấy không? Giờ mấy mình với lại Bợp là đang chia cái này ra nè. đạp ra. Cái này phải khó đạp lắm nha. Rồi đạp đua nè. Xếp tung phía sau. Anh này, anh Hải với Vương đang đạp nè. Sao xây qua đây nè. Đạp ra đây chứ. Đạp ra đây chứ. Anh Hải với Vương đang dê vịt cả nhà ơi. Thật sự là rất là khó đạp nha, tại vì mình cũng lần đầu tiên đạp thôi. Quay qua. Được không? À, bến đò khách vẫn còn đang chờ rất là đông nha cả nhà. Qua đây. Trời, hai ông coi cả nhà coi đạp kìa. Được không? Lan được không? Anh ơi. Bẻ qua đây này. Vương với lại anh Hải không có biết lái cả nhà. Đó, bẻ qua đúng rồi. Bẻ qua. Bẻ qua nữa. Là bẻ hết qua luôn. Trời ơi, vậy mà nói bằng lái ô tô, lái xe hơi rồi các kiểu. Mà lái vịt không biết lái. Bên đây còn chiếc nữa này. Đó, đang tạp tới gần mình luôn nè. Rồi, đã đi qua. Kết tung nhau nha. Được chưa? Đừng im lại. Bây giờ là cua qua bên kia, cua qua bờ, tung. lưu lại tung bây giờ. Ý là bây giờ mình chạy qua hướng quảng trường á nha. Ở kia có hai chiếc đang đạp đua, thấy không? Rồi cua qua. Cua qua. Đây. Gì? Trời khó lái quá cả nhà ơi. Đứng im đi, em tới. Bột cầm ấy bột. Đó, đứng im đi, em tới nè. Cái đây là cái này để chỉnh này nha cả nhà. Đó. Đây là khách đang đạp bên kia. Mình đang ôm cua qua, anh Hải với chiếc vườn chạy không biết lái. Ui, đi đâu vậy? Rồi. Rồi coi hai ảnh kìa. Rồi dám chắc là thua em rồi. Ra đây. Ủa, ai biết lái không được là thua. Bên nãy giờ nếu mà chạy là em giờ đít trước anh rồi đó. Nhanh lên. Hai ảnh đang qua. Bộp không cần đạp, một mình anh đạp thôi. Bảo đảm anh Hải với Vương không bao giờ đạp lại anh. Qua đây. Hai ông đạp kìa. Đi qua đây, cua qua đây. Cái lá quay lại nè. Bẻ qua đây nè. Anh bẻ qua bên phải á, là nó qua phải. Đúng rồi, bẻ qua trái là nó qua trái. Không quay tay đó. Ôi ôi, gì mà nói rồi là bằng lái ô tô. Là đua nè. Lên. Một mình anh chấp hết. Trời ơi, gà quá. Có chướng ngại vật trước em. Trời ơi, làm sao. Nè.
Trời ơi, anh chấp anh Hải luôn á. Bộp 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 đạp phụ anh bộp bộp. Đạp phụ anh bộp bộp bộp. Chạy lên. Thua anh chắc. Chắc chạy trước luôn á. Chấp luôn. Chắc chạy trước luôn á. Qua kia. Tung ơi Tung vô. Trời. Rồi anh Tung rồi. Qua đây nè. Qua đây. Đó nhà đó. Rồi mệt quá. Thua chắc. Nhanh lên. Mệt quá. Mệt quá. Anh đi chọc gái nữa kìa. Mệt lắm cả nhà. Phải đạp hết sức. Mạnh lên bơm. Có mình anh vậy. Mệt quá. Cố lên. Mệt quá. Rồi ổng thua mình rồi. Đây nè. Nhà đây nè. Nhà đây mà ơi. Rồi thua rồi. Quay qua anh Hải với Vương à. Rồi anh Hải với Vương à, thua rồi. Đạp rút ra đó luôn à. Thua rồi ông ơi. Thua ông ơi. Thua rồi. Thật sự rất là mệt. Mình đạp bình thường á, chơi thì không sao. Mà đằng này mình đạp đua á, rất là mệt luôn. Mình chỉ là cái nhà đây nè cả nhà. Em quay lên. Đó, mình chỉ là cái nhà đây. Đạp qua cái nhà đây. Mà hai ông đạp đi lúc ra ngoài kia luôn. Mà vừa đạp mà vừa chọc gái nữa. Thì làm sao mà vô tới đây được. Mất lái hả, chạy tùm lum luôn. Không có chạy đúng đường cả nhà. Có nghĩa là chạy cu vòng vòng luôn á. Đạp đi mất luôn, đạp đi vòng vòng luôn. Giờ đi lúc ra ngoài kia luôn à. Không biết sao luôn á. Nhưng mà không, mình phải vô mình nói chuyện lại mới được. Chứ nếu mà đạp qua đây thì mình đạp tới trước mình thắng rồi. Nhưng mà hai anh Hải với Vương thì vẫn còn đang giữa dòng sông, giữa hồ á. Mệt. Đúng là lần này mình đạp vịt là nó khủng khiếp luôn cả nhà. Đạp hết cỡ luôn, hai cái đùi của mình nó rút cứng luôn. Đạp không nổi. Rồi bây giờ mình với anh Hải là chỉ em bà kia. Đó, quay qua luôn em. Đó, mình với anh Hải sẽ đạp thẳng vào cái bờ bên đó nha cả nhà. Dịch mình. Ok chưa? Bây giờ chơi nè. Rồi vô. Lùi lại rồi. 1 2 3 chạy. Đây đó đó. Cái này nó bị xéo. Đấy, từ cả nhà. Từ cả nhà. Là lắng rồi. Đó, đạp. Quay về anh Hải với Vương kìa. Đâu anh Hải đạp thẳng vào bờ chứ. Thẳng vô bờ nha. Hả? Bên ổng đạp hai người, bên mình có mình bên đạp à. Để. Anh Hải với Vương sắp tới rồi cả nhà ơi. Anh lên. Mình chưa lên. Mình chưa vô cả nhà ơi. Thắng. Mình thua rồi cả nhà. Mệt. Thở xíu ơi. Mệt quá cả nhà ơi. Khát nước nữa. Mệt. Mệt. Hồi nãy á, đạp qua cái nhà bên kia. Thì đó, cái nhà đó cả nhà thấy không? Giàu quá. Đạp qua cái nhà đó thì mình đạp tới trước. Tại vì anh Hải với Vương nó không nghe. Nên đạp qua bờ. Đạp qua bờ thì mình thua cả nhà ơi. Con mình đạp à, bờ nó quay phim. Thì mình thua, mình chung tiền thôi cả nhà. Xíu nữa, mình chung trước luôn rồi. Xíu nữa lên mình sẽ mời anh Hải với lại Vương rồi. Xì quá. Ăn bắp với lại uống sữa nữa. Giờ mấy anh em mình ra dạo vòng vòng chơi chút xíu. Rồi mấy anh em mình sẽ đi lên
mua sữa mua bắp ăn nha cả nhà. Mệt quá. Giờ mình tiếp tục mình đạp qua anh Hải với Vương nè. Vô thôi anh em ơi. Mệt quá. Mệt rồi, mệt rồi. Do mình đạp liên tục quá. Mệt quá. Đạp. Đạp chưa tới một tiếng nữa mệt rồi. Ủa đóng tiền phạt hả? Rồi xong luôn rồi. Đấy là anh kêu là thuê một tiếng nhưng mà mình đạp không tới một tiếng là mình lên đóng tiền phạt nha cả nhà. À vậy hả? Anh biết sao không? Tại vì tụi em đua á, cho nên là hơi bị đuối á. Chứ mà đạp bình thường thì chắc lâu lắm. Dạ, đứng giữa hồ lúc nào đủ tiếng vô. Nhưng mà bây giờ tụi em lên đi qua chỗ khác nữa đi đi. Trời trời trời, anh nắm giữ. Để tôi ẩm về chứ. Trời cảm giác giống như là. Từ. Nước gì? Chìa khóa. Cuốn Vương á. Cả nhà biết cái cảm giác mà sau khi mình đạp vịt từ nãy giờ mình lên cảm giác như thế nào mà mình biết không? Nó giống như là mình đang lơ lửng trên mây á. Xì á. Mình nói cho mấy mọi người mà ai mà chưa đạp xuống rồi lên sẽ biết ha. Đạp cảm giác đua. Cái đầu mình nó lăn này. Liên tục rất là mệt. Cặp giò là cái đầu mình nó rất là lăn và hai cái chân mình cảm giác nó như thế này nè cả nhà. Hai cái chân á. Hồi nãy có cảm thấy gì không trời? Đuối cặp giò. Do đạp nhanh liên tục á. Đạp liên tục từ nãy giờ, bây giờ khi mình lên bờ hai cái chân mình cảm giác nó gì nè. Và cái đầu mình nó gì nè. Wow. Đúng á. Thì bây giờ đi vô nha cả nhà. Tại vì mình thua cho nên là mình vô mình phải trả tiền đồ ăn. Tại hồi nãy là mình có trả tiền vé rồi, trả trước rồi. Bây giờ mình chỉ vô mình mời mấy anh em ăn bắp với lại là uống sữa đậu nành. Thì mời cả nhà cùng theo chân anh em tụi mình nha. Wow. Bây giờ là mình mới bình tĩnh lại nè. Chứ hồi nãy mới biết quá. Hai cái chân nó cứng luôn. Đuối như là tập cái bài squat vậy đó. Đúng rồi. Em nói thiệt chứ. Còn chị ơi. Mới lên 10 con lận. Ra đó đạp. À xe hơi hả? Quăng qua bên lề cũng bên lề á. Bên này. Hả? Bên lề á. Hả? Ủa, mệt quá. Đạp nhiều quá mệt vậy. Chị có biết không? Cái vé đó bao nhiêu hả chị? Dạ một vé 140 á chú. 140 là bao nhiêu người? Dạ ngồi được tối đa là 4 người. Thôi uống sữa này kêu ơi. Hả? Ủa đạp nãy giờ khát nước mà. Uống nước lọc được. Uống nước lọc ra, uống nước gì kêu không uống sữa thì uống nước. Tại vì mình thua cả nhà. Bây giờ anh Hải với Vương uống nước gì lấy đi. Không uống sữa đậu nành thì uống nước. Tại vì đạp nãy giờ hơi khát. Có nước ướp lạnh không? À cho em đi đá. Trời đạp cái cảm giác mà đạp đua nó chóng mặt. Uống nước gì lấy đi. Nó chóng mặt. Đây lại... anh với Quân chai đây được rồi. Lấy đi. Nè. Lấy nước đá nữa kìa. Ngại gì biết vậy. Ăn bắp nè. Hồi nãy thằng em một ly bắp chưa tính tiền nữa phải không? À tính rồi hả? Yeah, ăn bắp không? Không hả? Đạp. Mấy anh em không ai ăn hết cả nhà. Lấy em chai nước luôn đi. Trà ô long em, bà uống trà ô long à. Uống gì? Hả? Nước lọc luôn hả? Rồi ok nước lọc luôn. Rồi tính tiền hai chai nước lọc. 20 ngàn. Mệt. Không đạp đua mệt lắm. Nè. Chóng mặt mà đi lên mà hai cái chân mình nó bay bổng. Cảm giác như mình còn đang đạp á. Nó đuối vậy á. À, thì em thua hai này thắng nè. Đúng rồi. Cái đó là ý trời à. Cho ly đá nữa đi. Nè bập này. Uống em. Bây giờ mấy anh em mình sẽ đi về nhà chị Ly nha. Chị Ly đang nướng hải sản ở nhà mọi người. Bây giờ mấy anh em mình sẽ về nhà.
ăn chút gì đó nha. Bây giờ cũng khá là tối rồi, 5 giờ bây giờ anh em tụi mình chơi tới bây giờ là 6 giờ rồi. Rồi tính tiền hết rồi phải không? Rồi. Rồi xin phép cả nhà anh mấy anh em mình đi về nha, về nhà chị Ly nha. Ê. Mấy anh em mình hiện tại đã tới quán của chị Ly rồi thì mời cả nhà cùng đi vô đây nha. Ở đây thì chị đang nướng hàu này cả nhà. Cái này là hàu nướng phô mai với lại là tôm nướng với ớt cả nhà. Đi vô đây, không biết là bên trong đây chị nấu món gì rồi. Xong chưa? Hả? Không ấy, chị Ly ơi. Hả, à, xong chưa? Đẹp quá trời. Nãy giờ chị nấu món gì rồi? Nãy giờ tôi đi làm gì chị à? Nè. Chị thông cảm nha. Sò huyết xào tỏi nè. Sò huyết xào tỏi. Ghẹ hấp bia nè. Ghẹ hấp bia. Trời, đã quá. Đọt bí xào tỏi nè. Hôm nay chị Ly có phụ bếp chân chính luôn. Chị phụ bếp hay là gì bếp trưởng? Bếp trưởng. À, chị bếp trưởng rồi, vậy là chị Ly phụ bếp. Chị làm xong cái sò huyết xào tỏi rồi cả nhà. Bộp em quay cho khán giả xem mà thấy không? Có tối không? Ờ, à, được á. Tại vì sớm giờ mấy anh em đi đập vịt chị Ly à. Đập vịt ngoài hồ sông Hương á. Ừ. Cho nên là bây giờ hơi tối, nè tụi em đập vịt đua chóng mặt luôn. Em là em thua rồi, cho nên là em trả tiền vé. Anh Hải với lại Vương thắng. Chị ra đâu này vậy vậy chứ chị chưa bao giờ được đi đập vịt. Vậy chưa... mà không dắt chị đi gì hết trơn. Trời ơi, vậy bữa nay em dắt chị đi đập vịt nha. Ừ. Nhưng mà phải kiếm cho chị thêm một trang nữa mới được. À, thêm một anh nữa đi đập với chị mới được. À, thêm một anh đập chung mới chịu hả? Ừ. Chứ đập một mình không chịu cả nhà. Đập một mình. Tại vì cái quán của chị là bán quán nhậu buổi tối. Ủa bữa nay có bán không? Hôm nay nghỉ tại vì tụi em lên chị tiếp tụi em không có bán. Bởi vậy thấy không? Bữa nay tụi mình lên cho nên là chị nghỉ không bán. Chứ bây giờ tụi em lên mà chị bán chị lâu bu rồi sao? Sao bán... tiếp tụi em được? Rồi nghĩ gì là nghỉ bán bữa thì có sợ lỗ không? Không, thì mình tí nữa rồi mai về xin em ủng hộ tiền mặt bằng thôi được rồi. Tại bây giờ có gì phụ không? Tụi em phụ nè. Không, giờ tụi em lên set up mang dép, mang đồ, cởi áo rồi ra lên bàn rồi chị xong sao thôi. Ok, giờ chuẩn bị đồ lên ăn phải không? Đúng rồi. Đây là nướng chính là đúng không? Chị Ly á, là nãy giờ nấu ở trong kia rồi, bây giờ mấy anh em mình ra đây nướng cái này tại vì đi chơi rồi về á. Mình phụ vô làm cho xong luôn tại sớm giờ chị cũng có làm được vài món rồi. Đây là hàu nướng, hàu nướng phô mai nha cả nhà. Cho mình nhìn đã hơn. Bên đây là mình quay lại cho ngái xài xem này. Tôm nướng với ớt, xíu nữa mới nướng. Hôm nay mấy anh em mình tẩm bổ hải sản cả nhà ơi. Thay áo đẹp đi, thay áo đẹp đi tí nữa lên tivi nha. Nó khô khô vậy luôn hả? Anh Hải ấy được không? Ấy được. Ý là bây giờ nếu mà mình nướng hàu một ít rồi bây giờ mình nướng thêm tôm đi. Mình nướng một lớp tôm nữa có ăn chứ. Tại có một cái cây gấp à. Đó, để lên vậy Vương. Có hàu có tôm rồi chứ mình ăn chứ. Để em xắt cái này lại cái đã. Đó. Đó, xếp ra. Mình nướng rồi có hàu có tôm rồi mình ăn. Chứ nướng hàu không lát nướng có con tôm nào hết cả nhà ơi. Sao dạo này thấy hàu nó chảy nước miếng rồi ta. Buổi tối ở Đà Lạt này nhà chị nằm ngay con hẻm luôn. Hôm nay là mưa cả ngày nhưng giờ này là hết mưa rồi cả nhà ơi. Cho nên mới ngồi đây được. Tại chị kêu là nướng ăn ở nhà đi cho thoải mái, vui hơn. Mình muốn nghỉ lúc nào mình nghỉ chứ ra ngoài quán thì tốn kém thì người ta đóng cửa đồ cả nhà ơi. Không mà cái cảm giác mà ngồi nãy giờ mình đi á mắt mưa đập một mà lạnh nữa anh Hải. Ngồi nghe lò lửa thấy ấm phải không? Nó ấm. Biết ngày mà. Anh nói lên Đà Lạt mà anh đi sớm giờ lạnh. Anh ngồi nghe lò lửa anh thấy ấm. Mình thì mình không thấy lạnh gì hết á. Mình thấy trời mát. Bợp thì sớm giờ nó teo rồi cả nhà. Bợp nó teo rồi. Anh Hải có thấy lạnh không? Anh thì đối với anh thì anh thấy nó bình thường, có gì đâu mà lạnh. Nó bình thường đúng không? Quá bình thường. Bình thường sao tay rung dưới hả? Nói chứ cũng lạnh cả nhà. Lạnh. Nhưng mà lạnh không có bằng cái đợt đó anh em mình đi đúng không? Đợt này lạnh hơn. Cái đợt anh em mình đi không đợt đó là rung. Anh nhớ không làm là trước Tết thì phải. Phải không? Hay Noel. Trước Tết thì cái đợt Noel đó. Đợt Noel đi á. Hài lại luôn anh Hải, lúc đó em đi không? Em trong áo trong là em mặc cái áo ba lỗ, ở ngoài cái áo khoác không? Ừ. Cái mưa lạnh.
lại mà muốn rung luôn á. Đó là phô mai là hàu chính là mình cho tôm vô nha. Cái này là mình chắc mình bỏ thêm than đi. Ừ đúng rồi, thêm than xíu nữa. Để vô. Chào cả nhà, thì bây giờ nãy giờ mấy chị em, mấy anh em tụi mình cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua vài món tối nay của mấy chị em mình ăn nha. Đây, bợp vào đây anh giới thiệu sơ qua. Cái đây là tôm nướng với ớt nè. Còn cái này là hàu nướng phô mai nè. Còn bên đây là ghẹ happy nha cả nhà. Còn cái này cá hả chị Lê? Cá nướng. Cá nướng, bây giờ gỡ sao? Gỡ xé ra hả? Cái này cá chị nướng giấy bẹt cả nhà ơi. Wow. Bốc mùi của khói. Ui. Hai lớp. Rồi, lấy lớp này là bỏ ra ngoài mem luôn nha. Đấy. Đây nè. Wow. Cá nướng này hả? Cá chim không? Mình. Cái này cái gì? Cá chim. Cá chim hả? Cá chim nướng giấy bẹt nha cả nhà. Trời ơi, đã quá. Sò huyết sao tỏi nữa. Đây nè, đây là sò huyết sò tỏi, hồi nãy chắc mình có quay cho cả nhà xem, cả nhà thấy rồi hả? Hôm nay bữa ăn rất là ngon luôn, trên Đà Lạt mà ăn hải sản thế này phải nói là giống như ở dưới mình vậy á. Có tôm, hàu, sò, ghẹ, cá, 1, 2, 3, 4, 5 Rau nữa, rau răm ha. Rau xào. Rau xào của ảnh bên đó rồi. Là 6 món phải không? Chù quá trời món luôn, thịnh soạn quá. Mời cả nhà nha. Rồi mời mấy anh chị nha, mình cùng ăn nha. Mời cả nhà cùng ăn nha. Ủa uống bia hả? Uống gì? Vậy chị cho em uống bia luôn hả? Thì lâu lâu lên chị thì uống bia đi. Cái này nó phải bia. Không phải bia hả? Cái này là gọi là dầu gió. Dầu gió. Thôi xin phép cả nhà nha. Em uống một lon thôi nha. Ủa ướp lạnh đúng không? Đúng rồi. Thôi mình dù gì lên tới đây rồi, từ dưới chỗ mình lên tới đây là 100 cây á cả nhà. Nhưng mà đi đèo là đi có 3 tiếng đồng hồ luôn, khá là lâu, chứ không giống như là 100 cây về Nha Trang đâu. 100 cây về Nha Trang mình đi có 2 tiếng à. Thôi mời mấy anh mấy chị nha. Dạ, em mời anh. Dạ, em mời chị. Dạ. Vương không ơi? Ăn đi, đặt ra uống bia chứ. À, mình khai vị một miếng nha, mời cả nhà. Rồi, mời cả nhà nghe. Rồi, vô. Mình thì Vương uống nước ngọt hơn. Uống nước ngọt thì lấy nước ngọt. Mình chủ yếu là nhấp môi chơi với mấy anh chị thôi. Tại uống không được nhiều hết. Không, được không sao thì uống không được là lấy nước ngọt cho Vương. Mình thì nhấp môi chơi với mấy anh chị một chút. Tại ông con trai mình phải mạnh mẽ. Đúng không chị? Anh liếc là bị liều không? Bây giờ xin phép cả nhà mình thử miếng cá nướng nha. Rồi không sao em. Để ra cho nó gần. À rồi. Tự nhiên cái bàn này nó rộng. Rồi. Đưa cái này qua đây. Cái nào? Đó, con cá đưa qua đó. Cá đưa qua đây đúng không? Tại vì cái con này là gấp nó lên, nó mâm lâu. Rồi cái này đưa cho đây nè. Rồi. Đây. Rồi, xin mời cả nhà mình ăn cá nướng nha. Mình xin phép. Chị nướng hả? Đây, hai chị nào làm? Chị nào cũng làm. Thôi mình xin phép mời. Ăn đi anh Hải. Vương, chị Ly cũng chỗ chị em quen biết lâu năm mà, nên cứ ăn thoải mái đi. Chấm nước chanh. Mời cả nhà nha. Ồ, nó bốc khói này cả nhà ơi. Miếng cá mà cả nhà coi thấy bốc khói lên không? Thấy không? Đã không? Cá nướng với bạn. Rồi, em mời chị chủ nhà. Rồi. Ngon ghê. Mời chị. Em mời anh miếng nữa. Em tên gì ạ? À? Em tên Minh. Minh. Dạ. Dạ, em tên Vương. Vương đây anh dạ. Anh Hải, tên Vương Hải. Mình. Dạ. Mời anh là tên nhà. Hình như em có gặp anh bữa à? Bữa sinh nhật đấy. Sinh nhật à, bữa gặp. Đi karaoke á. Bữa gặp mà chơi vui quá không có hỏi được ảnh nhiều luôn á. Bữa nay lại gặp. Dạ, em mời anh miếng nữa. Dạ, cảm ơn. Mời cả nhà nha. Bây giờ mình sẽ xin phép mình thử một miếng không. Hàu nướng phô mai nha cả nhà. Cái này không chắc không cần chấm đâu phải không? Thôi mà ăn mình ăn một miếng. Không sao, mời cả nhà nha, hàu nướng phô mai. Sao? Cái này đúng vừa chín tới luôn. Nó ngọt mà nó rất là nhiều nước. Ăn thử em, nó đã lắm. Thử miếng nha anh Hải. Con kia nó còn sống mà.
Quân ăn thử đi. Nó đã. Ăn đi anh em, ăn từng nhiều cho đồ ăn nhỏ. Quân không, không, không. Đây, Quân sẽ cho... Ngọt lắm. Tí nữa mà em bợp sẽ quay giùm Minh một chút xíu rồi em bợp vô ăn sau nha cả nhà. Hào nước phô mai ngọt, chị ăn đi. Dạ, tôm ngọt hơn. Ừ, tôm cũng ngọt hả? Mời cả nhà của mình. Hải sản tự nhiên tay nó đầu rồi. Ừ. Vương muốn xin mời cả nhà và xin mời mẹ chị luôn mẹ. Nha. Mẹ anh em luôn. Dạ, em xài đũa được luôn mà. Trời ơi, ngủ dư nè. Dạ. Cái hầu này á, mình ăn nó vẫn giữ được cái vị là mặn mặn. Ăn cái muỗng á nó mặn mặn nó mới hết cái đúng rồi. Bây giờ mình ăn cái đũa là nó đúng. Ừ. Dạ nó bỏ hết à. Ăn ăn cái hàu ở cả nhà là nó vẫn giữ được độ ngọt và độ mặn mặn của cái nước hàu. Ăn miếng lu răm xuống cho nó dèm đi chứ không nó. Giờ em xin phép thử miếng tôm đi. Mình đã quay rồi mình phải thử đúng hết rồi. Nha cả nhà. Mà phải ăn cho nó đầy đủ. Đúng rồi. Tôm nướng muối ớt cả nhà ơi. Tôm sống ngon nha. Tôm này là mà hồi chiều là Minh chở chị Ly đi chợ trước rồi mình mới đi đạp dịch nha. Cho nên là Minh biết con tôm này là Minh chở chị đi mua là còn sống luôn. Lên Đà Lạt mà tôm còn sống luôn anh. U đồ đây hả? Đó đúng rồi. Rẻ hơn cả với em luôn. Rẻ hơn luôn hả? Nếu như em mà xuống với em mà ăn của du lịch là ở đây hả, nó rẻ hơn với em luôn. Rồi đúng rồi đúng rồi. Cái này 250 cho mấy con bơi đến thấy không? Đúng rồi chính xác. Để bạn nói Minh nè, đồ ngon là nó đưa lên đây với là đưa về thành phố. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Chị kể cho em phát hiện được con tôm. Một buổi chiều khoảng chừng 2 giờ là không biết bao nhiêu cái xe tải là lên đây. Con tôm mà còn sao? Sống á là nướng lên hoặc là mình hấp lên cái gì nó cũng cái đuôi nó xè ra. À. Trời cái con tôm còn sống là mình nhìn để mình biết đúng không? Ăn cái dạng như bán đồ muối. Dạ. Rồi, đây nè, con này cũng được. Hồi chiều là Minh chở chị đi là mua 1kg đúng không? 1kg tôm này là còn sống nha. Tại vì bỏ trong cái thở oxy á là nó nhảy bạch bạch đi. Cho nên là ăn rất là yên tâm. Đừng không chứ không phải là chỉ mỗi dưới Ninh Thuận mình mới ăn sống cả nhà. Lên Đà Lạt vẫn có tôm sống, cá sống. Sau tôm mời cả nhà nha. Em ăn. Chị ăn á. Gọi cho cậu ba xong cái cậu ba kêu là cái này lâu rồi mà nó đang ngồi lâu rồi mà có mấy chị à, mấy chị với Minh rồi, còn anh thì anh ăn ăn lạc, anh ăn chay, anh ăn rau của anh có rau với lại đậu phộng của anh. Không, nếu bình thường ăn mặn anh có ăn hải sản được nhiều không anh? Nếu mà bình thường ra anh cũng có ăn chút chút. Ừ, tại vì anh cũng đang hút á cho nên nói chung là cũng mà ăn nhưng mà hạn chế. Dạ. Tại cái này nó nhiều đạm quá đúng không? Đúng rồi. Bệnh gút là nên hạn chế hải sản nha cả nhà. Mặc dù mình thèm thì mình ăn ít ít thôi. Mỗi đứa mình ăn chút thôi, đừng có mà ăn nhiều quá nó khổ. Khỏe thì khổ. Đúng rồi. Bỏ bán đi em. Mời có kẹ có cô chú anh chị cái ngoài nha. Anh Nha là anh Nha ăn rau thôi. À, tại vì hôm nay anh Nha ăn lạc cả nhà ơi. Cho nên là hải sản rất là nhiều mà anh Nha không ăn được. Sao? Bén không? Lên Đà Lạt ăn hải sản thấy sao? Giòn như mình luôn à. Bợp là lần đầu tiên. Phải không? Lần đầu tiên theo anh Minh đi lên đây đúng không? Lần đầu tiên lên Đà Lạt hả? Ừ, lần đầu tiên theo anh Minh lên Đà Lạt. Dạ, vô. Rồi em mời anh miếng nha. Vô. Dạ, rồi cảm ơn. Uống hết lần này chắc cũng say á. Ừ. Làm uống cái này để mình ăn hải sản nó tiêu quá thôi. Nói chung là nhấp môi thôi. Ừ. Ăn đi, chủ yếu là ăn chủ đi. Yếu mấy ăn dạ, đi. Chủ yếu mình ăn thôi cả nhà, tại vì đi đạp dịch là chiều giờ hơi đói. Đúng rồi, ăn đi. Ăn gì thì cứ ăn. Rồi em xin phép thử con ghẹ nha. Ăn ăn đi nha. Con ghẹ này mua lúc còn chiều cũng còn sống luôn nha cả nhà. Bởi vì mình lên đây mình bất ngờ con cái là hải sản ở trên đây đều sống hết. Đừng nên mua tiêu chanh này dạ. Chứ không phải là ở Đà Lạt là hải sản không sống đâu nha cả nhà. Hình như Vương là lần đầu lên đây nhà chị Ly đúng không ta? Đâu có đâu, lần thứ hai rồi. Lần thứ hai. Còn lần thứ nhất đi với ai? Còn năm trước đó. Em luôn. À. Đi với em đi, cô Đức Phát. Nhưng mà lâu rồi. Lâu rồi. Lâu lắm rồi. Ừ. Không, hình như còn anh Hải? Đó luôn á. Được đó luôn. Hải có riêng ta? Có, đợt em ở Sài Gòn mới về. Chị có. Nhưng mà có qua không? Có qua đây. À. Có qua đây mà. Có ăn buổi tối đây nè. Có. Mình làm một cái bàn dài luôn mình ăn á. Rồi. Lúc đó chị còn làm đầu bếp, giờ chị hết làm đầu bếp. Dạ. Ủa sao vậy chị? Giờ có đầu bếp. Giờ làm giờ làm chủ rồi. Không làm đầu bếp nữa.
Không, không làm đầu bếp được là nhờ vậy mới đi được với Minh rồi chứ. Chắc Minh đi chỗ này chỗ kia đúng không? Nói chung là hồi trước á là chị Ly á là vừa làm chủ và vừa làm đầu bếp. Dạ. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ có đầu bếp rồi là chị Ly chỉ việc làm chủ thôi. Dạ. Đúng rồi. À. Mình phải đi lên chứ đúng không? À. Mình chủ yếu là cuộc chị sống Ly mà là chạy ngoài da vòng ngoài. Dạ, vậy em cũng chúc mừng chị. Đà, đà, đà. Hay quá. Dạ lên luôn anh. Mời dạ, bữa mời. Dạ, hiểu. Mời cả nhà. Vô Minh. Vô. Tự nhiên đi, không có gì đâu trong nhà, không mà có gì đâu ngại. Dạ, khách nếp đi. Mời cả nhà ăn ghẹ nha. Hai của em tự nhiên đi nha, em món này nè. Ừ. Cái này là sò huyết nè. Như sò này mình bóc tay nó ngon hơn chị. Đúng rồi. Dung kén bữa anh món đem xuống anh. Ừ, đúng cá anh món đem á. Thật sự là hải sản hôm nay là đều tươi hết nha anh. Hầu sống à. Cái này á, ngày Vương biết rồi, là Minh biết rồi. Nó ở dưới ghe á, là nó vừa lên một hát cái là bắt đầu là nó vô cạn cái là nó đưa thẳng lên xe liền. Đúng rồi, nó cho xi nó đi luôn. Nó lên thẳng lên xe xong cái là đưa là coi như từ dưới Sông Đen là nó lên tới đây rồi. Là 1-2 giờ là nó đã rải khắp hết ở thành phố này rồi. Nhưng mà cái hải sản ở chiều mình đi mua cái chị đó là nguồn gốc từ đâu? Nha Trang hay sao em? Không, cái chị đó hả? Không. Chị đó em mua trên kia. Trên kia. Số 4 cái gì? Trên kia. À, vậy là nguồn gốc không phải từ Phan Rang hả? Cái đó từ nhiều chỗ nhưng mà là còn tươi sống vậy mới mua. Trên Trang có. Còn chết thì không có mua. Phan Thiết có. Ừ. Nhưng mà hầu như là đa số là Phan Rang. Ừ. Thật sự là nguồn gốc của nó thì mình không biết nhưng mà phải sống là mình mua. Chính xác. Đúng không? Đúng rồi, sống hết. Ngon mà sống là mình sống mua. Là mình mua chứ còn mà giờ có con cá này hồi chiều mình mua là nó không sống. Đúng rồi. Hầu sống, tôm sống, ghẹ sống. Cái cá này mà nếu sống á là biết không? Là nó phải giữ, nó giữ oxy để nó đưa vô quán. Đúng rồi, đúng rồi. Mới sống. Nhưng mà thật ra thì nó cũng còn mới buổi sáng thôi. Dạ, đúng rồi. Ừ, đã. Rồi ăn mình ăn vậy rồi thấy nó sướng bộ vẻ ăn nó sướng hay đi ăn. Nhiều này mà ra vậy nếu mà ra ngoài quán là cũng hơi bị bộn quá. Như thế đó. Cái bữa hôm nhớ sinh nhật thằng nào nó con sinh nhật cậu ba chứ. Rồi. Có 8 con nhum. 8 con nhum. Mà đi ông ơi, 5 con nhum, 8 con sò dương. Một con cá bè này luôn, mà con cá nó to hơn con này chút. To hơn cỡ gấp đôi á. Một thùng vi ken, một thùng vi Sài Gòn. Gần 4 triệu. Trời ơi. Là ra quán á nha. Đúng rồi. Một con sò dương chừng này này Minh này, bao nhiêu không? 100 ngàn. Trời ơi. Mình tính là đúng rồi, ngoài quán 900 mấy gần 1 triệu chứ hơn 100. Mà nói với ví dụ như mình bây giờ mình họp mặt gia đình anh chị em bạn bè nhưng bây giờ hình như bữa đó là mình không có tôm này nghe. Không, dạ. Không có gì hết. Ờ. Chỉ có cá có ba món thôi. Cái đồ sò lông ba đồ nó cho mình chỉ có một cá như là có hai vị rau trộn, một vị 60, hai vị 120. Rồi hết rồi đó. Thì thật ra là quán người ta bán là phải có lời. Đúng rồi. Nhưng mà cực đã thôi, mình đi thôi. Mình không có nơi ở nhà mình không được mình đi thôi. Ừ. Còn nếu như anh chị em mình họp mặt với nhau thì mình ở nhà mình ngồi được á. Mình mua sống gì mình ăn nó. Ở nhà mình ngồi được á thì mình ngồi tại nhà luôn nó sẽ vui hơn. Đúng rồi, mà ngon hơn. Ừ. Rẻ nữa. Mình ngồi ở nhà như vậy mình tiết kiệm được rất là nhiều. Mình vui, mình thoải mái, muốn chơi lúc nào chơi, muốn nghỉ lúc nào nghỉ. Vương ăn đi chứ. Dạ, dạ. Ăn đi em, ăn đi em. Tự nhiên đi chứ. Dạ. Nói về hôm nay ăn sạch nè, rau răm là không thuốc mà trên nhà ông ngoại hái về thấy không? Đúng rồi, rau răm hái nhà ông ngoại luôn. Nhà ông ngoại về luôn đó. Ăn đi nha, mấy anh em ăn no nha. Ở cả nhà ơi thì mấy anh chị em mình cũng ăn gần xong rồi. Minh thì Minh đã xong rồi tại vì Minh uống đâu được có gần ly bia cái Minh no quá, Minh ăn không được nhiều nữa cho nên Minh không ăn nữa cả nhà. Thì mấy anh chị còn đang ăn thì để mấy anh chị ăn tại video khá là dài rồi nên Minh xin phép kết thúc video tại đây nha. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành chuyến đi Đà Lạt này của Minh và đã xem video ủng hộ cho Minh nha. Chúc cho tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe và thành công hơn trong cuộc sống. Thì mọi người nhớ là đăng ký kênh, chia sẻ và nhấn cái chuông bên cạnh để ủng hộ cho mình có động lực làm những video tiếp theo nha. Bây giờ mình xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Bye bye, hẹn lại mấy anh em, bye bye nha. Bye bye, chào tất cả mọi người nha.